bóng rồi các thứ khủng khiếp. Nói chung là tôi nghĩ là khi mà chúng ta nhìn thế này chỉ cần thêm một chút ít gọi là những cái khúc ở bên ngoài nữa rồi ấy, là hoàn toàn có thể thành hình một con robot. Chưa kể đây là một cái bo mạch, đây là một cái bo mạch mà các bạn ấy phải tự chế, tức là các bạn ấy vừa mua linh kiện nhưng mà vừa phải tự chế, tức là vừa nung đồng theo một cách nào đấy để gắn các cái chip điện tử lên. Thì phải nói là các bạn nói xong một hồi mà tôi thấy gọi là lú luôn, tức là đến mức mà phải nung đồng hay là hàn hay như thế nào đấy để có thể là tự thử ra một cái bộ gọi là đây tôi gọi thêm một cái main board hay là một cái bộ vi xử lý gì đấy. Như vậy kèm theo đó là cũng sẽ cần những bộ chip rất là xịn sò và bộ tản nhiệt nó cũng là kéo mạnh không kém đúng không ạ? Cái đấy thì tôi cũng không rõ lắm bởi vì tôi đang định hỏi thì cũng hết giờ rồi nên là tôi phải quay trở lại. Thực ra thì thôi chúng ta biết đến như vậy thôi, còn lại thì điều chúng ta quan tâm sẽ là màn trình diễn sắp tới. Và ở trận thi đấu trận tứ kết 1 sẽ diễn ra ở phần sân bên trái màn hình của các bạn, đó là đội SKH ASIO Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Và các bạn biết không, rất là gay cấn khi mà ở phần sân bên kia đội xanh lại là một đại diện khác của Hưng Yên, đó là SKH Tech, người ta gọi là huynh đệ tương tàn. Ôi huynh đệ tỷ thí, huynh đệ thông, trong loại trực tiếp nên là không có chỗ cho sự mềm yếu. Thương tàn nghe nó đau thương quá, tôi có loại luôn mà. Đây là huynh đệ tỷ thí. Nói chung là có gọi là loại nhau ra thì vẫn là huynh đệ, bởi vì vẫn là anh em trong một mái trường. Đúng là huynh đệ chúng tôi. Vâng, bây giờ thì các đội là đang đến với 60 giây chuẩn bị rồi. Và chúng ta cũng phải nói lại một chút là bởi vì sao cái việc mà các đội gặp nhau này thì nó hoàn toàn là dễ hiểu thôi, bởi vì là đại diện của Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là gần như là vào tứ kết hết. Đúng rồi, Hưng Yên có góp mặt đến tận gọi là bốn đội nên là nói chung là như Hưng Yên chỉ có bốn đội đúng không, hay có mấy đội? Hưng Yên năm nay là hình như là mỗi trường là chúng ta có chiến thắng. Vượt qua trận thi đấu loại trực tiếp với 390 điểm, SKH Tech Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã xuất sắc ghi tên đội mình vào danh sách 8 đội mạnh nhất năm nay. Tiếc nuối khi không thể có cho mình mùa vàng ở vòng đấu trước, SKH Tech hy vọng sẽ lấy lại được sự tập trung, bản lĩnh để đạt được chiến thắng tuyệt đối mùa vàng cũng như gia tăng cơ hội giành chức vô địch Robocon năm nay. Sáu mươi giây hiệu chỉnh robot là khoảng thời gian để chúng ta một lần nữa ngắm nhìn những gương mặt rất là quen thuộc. Được chưa? Của cái sáng tạo robot được chưa? Ngày hôm nay tôi phải cosplay một tí anh Long ạ. Trông tôi giống. Wow. Cảm ơn chị ạ. Gọi là tinh hoa đất trời. Đấy, đây là cái gì ạ? Long nhãn. Cảm ơn chị. Và cuộc thi bắt đầu rồi các bạn ơi. Vâng, trận thi đấu đầu tiên đã được diễn ra rồi. ASIO và SKH Tech đều đến từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Vâng, hai đội cùng trường sẽ thi đấu với nhau và không biết là cái việc mà các con robot cùng với nhau ăn nằm cùng với nhau trong suốt bao nhiêu tháng qua thì họ có nắm được chiến thuật của nhau hay không. Mà bây giờ tôi thấy là robot tự động của đội SKH ASIO đã gặp vấn đề rồi và phải recharge. Trong khi đó thì robot màu xanh là sau khi là loại ra những cái hạt led bằng cái phần mềm đọc màu thì bây giờ họ đã có được cái điểm số thứ hai ở khu vực silo. Tôi đang không hiểu sao đội SKH Tech lại bỏ lại 4 bạn anh ạ. Tôi cũng đang không hiểu. Có lẽ là họ cố gắng có một chiến thắng mùa vàng sớm nên là họ đẩy liên tục các cái hạt mà mẩy sang. Họ đẩy liên tục các hạt mẩy sang khu vực kho thấp. Họ để lại 4 mạ vì họ chưa muốn trồng vụn để tiết kiệm thời gian. Họ có thể quay lại trồng tiếp được. Được mà. Họ hoàn toàn có thể quay lại để trồng tiếp. Nhưng mà với chúng ta có 8 cái mạ ở trên, nghĩa là chúng ta đang có 8 hạt có thể bắn sang khu vực. Như vậy là ngay trong trận đầu tiên của trận vòng chung kết ngày hôm nay thì ta đã thấy là một cái lối chơi nó rất là khác biệt rồi. Đôi khi không cần phải trồng mạ ngay lập tức các bạn ạ, mà chỉ cần trồng đủ mạ để tiến đến khu vực gọi là zone 2 để có thể ném bóng sang zone 3. Và có thể thấy được ý đồ của SKH Tech ngày hôm nay luôn, bởi vì họ đã có 3 silo rồi. Một silo đầy 3 bóng, một silo 2 bóng và một silo 1 bóng.
thực sự mà nói là rất nhanh thôi. Là bây giờ là SKH Tech họ đã chuẩn bị có mùa vàng rồi, trong khi là robot tự động của SKH ASIO thì liên tục gặp lỗi, thì bây giờ SKH Tech họ đang gần mùa vàng hơn bao giờ hết. Nhưng bây mà có giờ... vẻ như là sẽ không có được kỷ lục mùa vàng rồi. Bởi vì bây giờ đã hơn 100 giây rồi. Đúng rồi. Và điểm số bây giờ là đã gấp đôi rồi. Tôi xin nhắc lại kỷ lục của mùa vàng là 97 giây. Đúng rồi. Chúng tôi cũng chưa thấy tín hiệu gì cả. Hiện tại thì bây giờ như thế nào đây? Vâng, và điểm số đầu tiên ở khu vực silo dành cho SKH Asio. Tôi nghĩ anh Long đã nói hoàn toàn đúng. Bây giờ đội SKH Tech đã đi trồng đủ mạ rồi. Có lẽ họ làm như vậy để họ tiết kiệm thời gian. Đúng rồi, họ tiết kiệm thời gian để cho robot tự động luôn luôn là có những cái hạt thóc để thả vào. Vâng, và chúng ta hãy cùng chơi chắc chắn rằng là vào vòng tứ kết rồi, điều chúng ta chờ đợi là chiến thắng mùa vàng ở tất cả các trận. Chúng tôi sẽ mong đợi một chiến thắng mùa vàng. Chết rồi. Mùa vàng ở 150 giây. 150 giây, thưa quý vị các bạn. Ngay trận đầu tiên chúng ta đã có một mùa vàng ấm no rồi. Bội thu đến từ SKH Tech. Thực sự là pha vừa rồi anh có thấy là SKH ASIO còn vào ganh một silo. Họ có vào ganh một silo, nhưng mà tuy nhiên SKH Tech đã chiếm được cái thời cơ đó để gọi là hoàn thành cái silo của mình để đạt chiến thắng mùa vàng. Vâng, thực sự mà nói thì cái trận đấu này thì nó sẽ là một cái sự đáng tiếc khi mà các đại diện của Hưng Yên tự loại nhau, nhưng mà không sao cả. Các bạn ấy cũng luôn luôn là có cái sự cổ động dành cho nhau. Các bạn thí sinh đã ăn nằm cùng với nhau trong suốt bao nhiêu tháng chế tạo robot, và bây giờ là lúc mà họ đang cùng tiến tới vòng quốc tế của Robocon. Nhưng mà vừa rồi anh có thấy không? Cái đội SKH Tech chính là cái đội mà tôi vừa trò chuyện trước lúc livestream đấy. À thế à? Chính họ đấy. Họ có quảng bá về con robot gọi là tự động của họ, và tôi thấy nó mượt thật anh Long ạ. Vâng, phải chi là anh nói trước, từ cái lúc mà trước khi hai đội vào trận thì tôi sẽ theo dõi nhiều hơn về con robot. Và quả thật là tôi thấy là robot tự động và lẫn robot trồng mạ là đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Tôi thấy là nó rất là mượt đấy, nên là cái câu chuyện 400 năm hay là 500 triệu gì đó thì chắc là nó cũng đáng để nó đầu tư vào thôi. Thôi nhưng mà, câu nhưng mà thực ra thì họ cũng bảo là đội khác họ đầu tư cũng không kém, bởi vì tôi chưa có cơ hội để hỏi đội khác. Tôi cũng biết. Tôi tin là như vậy. Tôi tin là khi mà đến với các cái trận tứ kết ở đây thì ngoài cái việc là các đội thi chúng ta chuyên nghiệp đến như thế nào, thì còn cái việc là robot chúng ta mang đến đây nó hoàn thiện qua từng vòng, từ vòng sơ tuyển cho đến vòng bảng của vòng chung kết, và đến đây thì chúng ta tổng hợp lại đây là 8 đội mạnh nhất. Và tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ tìm được 2 đội mạnh nhất để đại diện cho Việt Nam ở tháng 8 sắp tới. Các bạn ơi, trận tiếp theo sẽ là LHV Flame đến từ Đại học Lạc Hồng và SKH CK1. Tôi rất ấn tượng với Hưng Yên. SKH CK1 đến từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Có phải SKH CK1 chính là đội đạt kỷ lục mùa vàng đúng không? SKH CK1 với 97 giây. Tôi nhớ là kỷ lục của bên trường Hưng Yên. Nếu mà tôi nhớ đúng, không nhầm. Đúng, tôi có nhớ, nhưng mà đây để tôi các bạn kiểm có tra nhớ lại. Là đội đạt kỷ lục lại một chút. Đội đạt kỷ lục mùa vàng 97 giây là đến từ đội thi nào không? Đó chính là SKH Tech mà anh vừa mới nói xong đấy. SKH Tech. Đúng rồi, là đội đạt kỷ lục mùa vàng. Tôi nhớ gọi là tương đối. Tức là nó vẫn là Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Hưng Yên, nhưng mà là SKH Tech. Tôi xin lỗi, tôi phải chỉnh lại một chút. Đấy là Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Xin lỗi khán giả, tôi nói nhanh quá nên đôi khi tôi... Không sao cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ hai. Bây giờ đang là giới thiệu rồi. Các bạn ơi, ai là fan hay là cổ vũ của Lạc Hồng V-Flame comment cho tôi biết nào. Và kể cả SKH CK1 cũng comment cho tôi biết nào, để cho tôi thấy là cái sự nhiệt huyết và chờ đón của các bạn. Bởi vì trận đấu sắp bắt đầu rồi. Bây giờ hai đội đã đứng ở trên mục giới thiệu rồi. Họ sẽ bước vào một phút chuẩn bị. Các bạn comment nhiệt tình cho chúng tôi nào. Để chúng tôi chuyển. Các bạn có thể nhìn thấy. Đây rồi. Bạn Vinh N Võ Lạc Hồng vô địch. Nào. Dạ, bạn, các bạn hãy comment đi nào, like, share và comment mà để cổ vũ cho đội mình yêu thích ạ. Bạn Trường Chu, SKH vô địch chắc chắn rồi. Bạn gì đây? Xin cảm ơn bạn Phạm Quân, xin cảm ơn bạn Thanh Thanh Bình, xin cảm ơn bạn Vĩnh Ngọc Hoàng, xin cảm ơn bạn Dũng, cảm ơn Nguyễn Đức Dũng nha.
Xin chào Phương Lô Andy, lâu lắm mới tương tác cùng bạn. Vâng, cảm ơn các bạn rất là Quỳnh nhiều. Anh, SKH chiến thắng. Vâng, hãy tiếp tục comment đi. Và ngay bây giờ thì câu hỏi của minigame vẫn đang hiện ở trên màn hình của các bạn đây ạ. Và câu hỏi minigame và các bạn làm đúng cú pháp là tắt một người bạn của mình cộng với chọn một trong ba câu trả lời cho câu hỏi và tắt và chọn một con số may mắn từ 1 đến 100 là đủ một comment đúng cú pháp. Nào, bây giờ chúng ta chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ hai. Minigame vẫn mở từ giờ cho đến cuối livestream, các bạn hãy tranh thủ nhá. Xin chào Nguyễn Hùng, xin chào NT Dũng nhá. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho đội thi của mình nào. À, tôi nhớ. Nào, bây giờ chúng ta chuẩn bị đến 9 giờ à? Minigame số 1 sẽ mở đến 9 giờ các bạn nhá. Minigame số 1 mở đến 9 giờ. Và bây giờ chúng ta 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Đúng không? Ngay lập tức thì robot tự động của cả hai đội đã tiếp cận được khu vực kho thấp, khu vực số 3. Nhưng mà có vẻ như là SKHCK1 nhanh hơn một chút. Nhưng mà ở đây thì qua các vòng thi thì chúng tôi nhận thấy là nhanh là chưa đủ, phải là chính xác nữa. Wow, cả hai đội đều đã tiếp cận khu vực silo. Đội đỏ đã ghi điểm, đội đỏ đã ghi điểm trước. LH Vinflame đã có 30 điểm ở khu vực silo và tiếp ngay sau đó là SKCK1. Điểm số gần như là bằng nhau. Nếu anh Long có để ý là con robot tự động của SKCK1 có gắn một chiếc laptop ở trên robot. Vâng, tôi có nhìn thấy. Và cái laptop này chính là một cái bộ vi xử lý để xử lý cảm biến. À, chiến thuật. Không được rồi, không được rồi. Mặc dù là SKCK1 nó có chiến thuật là họ thả lần lượt bóng ở từng silo và họ chờ đợi LH Vinflame thả hai bóng để họ thả bóng của mình lên trên cùng và vô hiệu hóa silo, nhưng mà không kịp bởi vì robot của LH Vinflame họ quá nhanh. LH Vinflame họ quá nhanh và ngay bây giờ thì họ sẽ tranh chấp silo ở giữa. Nào, không được rồi. Robot tự động của SKHCK1 họ đã không thể nào ghi điểm ở khu vực tranh chấp. Và như vậy là LH Vinflame họ có chiếm được không? Robot của SKHCK1 đi sai đường rồi. Bây giờ họ đang tiếp cận silo. Họ lại đi chạy so với silo giữa. Tôi hiểu, robot tự động họ đang muốn là ghi điểm ở khu vực silo tranh chấp. Nào, cố lên nào, như vậy là hai đội đang tranh chấp về khu vực silo. Đội xanh họ đã có được 2 silo rồi, họ đã chiếm được 2 silo rồi. Đội đỏ cũng vậy, cả hai đội bây giờ đều đã có cho mình 2 silo. Đội nào sẽ là mùa vàng đây khi mà bây giờ cả hai đội đều cân bằng về 2 số silo. Họ đang có khu vực tranh chấp. Họ chiến thắng mùa vàng, chiến thắng mùa vàng, chiến thắng mùa vàng, mùa vàng, mùa vàng, mùa vàng. Phải nói trận đây là một trận quá hay. LH Vinflame ghi được tới 400 điểm. Họ ghi được 400 điểm. Nhưng SKHCK1 họ giành chiến thắng mùa vàng. Anh thấy đôi khi nó có cái câu chuyện là trí thông minh nhân tạo như tôi vừa nói chưa? Ở cái pha đặt silo cuối cùng là SKHCK1 đã gọi là chấp thời cơ. Và quả thật là một trận đấu tôi nghĩ là rất là hay. Rõ ràng là cái con robot của SKHCK1 của đội xanh lúc đầu là nó đã tiến lên khu vực silo tranh chấp, là đã có một quả bóng đỏ và một quả bóng xanh ở đấy rồi. Nhưng hai lần nó đi lạc, hai lần nó tiếp cận được khu vực silo nhưng mà nó lại dịch sang khu vực silo bên trái. Đấy, và tôi nghĩ bụng là thôi chết rồi. Như vậy là có khả năng nó bị lỗi không? Nhưng mà đến lần thứ 3 là nó đã tiếp cận đúng và nó chiếm được cái silo đó. Tôi nghĩ là nó đã học được một cái chiến thuật gì đó. Có khi nào đấy là bài của trí thông minh nhân tạo không? Tôi cũng không biết, nhưng mà cảm giác tôi là người theo dõi thì tôi cảm thấy rất là bức bối cái lúc đó. Bởi vì lúc đấy thì LH Vinflame họ rất là nhanh và rất là có thể họ sẽ hoàn thiện mùa bảng trước. Nhưng mà cuối cùng thì chiến thắng thuộc về SKHCK1. Phải nói đây là một trận, tôi phải dùng từ kinh điển. Vâng. Lâu,
Có lẽ đây là trận đầu tiên mà một đội giành chiến thắng mùa vàng với tất cả các silo được lấp đầy, gọi là lấp đầy đến silo cuối cùng. Đúng rồi, tôi gào khản cả cổ bởi vì cứ lúc nào họ thả điểm vào silo là lúc đấy tôi lại cảm giác như là họ đang tiến gần hơn với chiến thắng mùa vàng. Hơi tiếc cho Lạc Hồng một chút. Vâng, hơi tiếc cho Lạc Hồng. Như vậy là ngay bây giờ là chúng ta đã có hai đại diện của Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là vào vòng trong. LHV Flame cũng là một đội mạnh. Đúng rồi. Và tôi rất ấn tượng với con robot của LHV Flame là họ có một cái cơ chế, đó là cơ chế gấp bằng cánh tay. Vâng. Và cái cánh tay này chúng ta thấy nó rất giống ở trong cái máy gấp thú. Các bạn nào chơi máy gấp thú thì cũng hẳn là hiểu là cái cơ chế gấp thú như nào, thì chính cái cơ chế đấy đã được sử dụng trên robot của LHV Flame. Vâng, và từ nãy đến giờ thì tôi xin cảm ơn Vũ Ngọc Minh nhé, xin cảm ơn bạn đã tặng sao cho chúng tôi. Xin cảm ơn Hà Trương, cảm ơn Đỗ Thắng, cảm ơn Tường Vi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chúng tôi trong suốt và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những cái trận thi đấu vừa qua. Và bây giờ chúng ta vẫn đang có một mini game các bạn ơi. Mini game, chúng ta sẽ có phần quà tổng cộng là 410.000. Đó là hai túi gạo sáng củ khoáng và một túi gạo nếp Tú Lệ. Đấy, chúng tôi sẽ quảng cáo lại ngay. Đây là phần thưởng mini game dành cho 10 bạn trả lời đúng cú pháp và có con số may mắn gần với con số cú pháp mà chúng tôi quay cho 10 bạn nhá, với phần quà là 410.000 đồng. Và đây là mặt hàng gọi là đặc biệt, chưa từng xuất hiện trên thị trường, special edition. Và ấy, câu hỏi ngay bây giờ đang hiện trên màn hình đây rồi, các bạn hãy comment đúng cú pháp, đó là tag một người bạn của mình cộng với câu trả lời đúng với câu hỏi đang hiện trên màn hình của các bạn và chọn một con số may mắn từ 1 đến 100. Đến 30 phút nữa, đến 9 giờ thì chúng tôi sẽ công bố đáp án cũng như là bắt đầu mini game thứ hai. Wow. Xin chào bạn Lê Thị Bích Phượng, xin chào Nguyễn Ngọc Diệp, xin chào Thế Minh Kim Trâm, bao giờ thì những em chào Tuấn Hiền. Wow. Thật sự mà nói thì như tôi đã nói với biên tập viên Anh Ninh là ngày hôm nay ở trong 4 trận tứ kết của chúng ta là 8 đội mạnh nhất, nên tôi vẫn nghĩ là trận nào chúng ta cũng sẽ có mùa vàng. Đó sẽ là một thứ rất là mãn nhãn trong các bạn trình diễn hôm nay. Wow. Và trận tiếp theo, trận số 3 trong lượt tứ kết ngày hôm nay, LHUIS đến từ Đại học Lạc Hồng và SKH Automation, lại một đại diện nữa đến từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Không biết là lần này thì đại diện còn lại đại diện của Lạc Hồng có thể giúp cho đội mình giành được chiến thắng không? Tôi đang muốn tò mò xem là những ai là fan của Lạc Hồng và những ai là fan của Hưng Yên. Các bạn hãy comment vào đây đi ạ, để cổ vũ cho đội tuyển mình yêu đi ạ. Nào, rất nhanh. Bây giờ chúng tôi sẽ chủ yếu nhìn vào các robot tự động thôi. Các robot tự động tiếp cận khu vực kho thóc rất là nhanh. Trong khi đấy thì không cần phải nói, các robot gieo mạ thì họ cũng làm rất tốt công việc của mình, gần như là cùng một lúc. Không biết là đội đỏ là đang có bóng tiếp cận khu vực silo nhanh hơn rồi. Đó là LHUIS của Lạc Hồng. Robot LHUIS của Lạc Hồng. Ngay sau đó thì quả bóng xanh cũng vào khu vực silo. Tôi thấy là robot tự động của Lạc Hồng có một cái cơ chế lọc bóng rất là nhanh. Wow. Đây, tôi đang đợi là nó rất thông minh. Robot của SKH Automation rất thông minh. Robot Automation nhận biết được là khu vực silo nào có bóng tranh chấp để ngay lập tức là sẽ ngăn chặn đội bạn ghi được silo và ghi điểm của silo đó rất nhanh. Thật sự mà nói thì robot tự động của SK Automation quá thông minh. Chúng tôi rất là mong muốn Lạc Hồng sẽ chiếm được silo này. Lạc Hồng! Hơi tiếc. Rất là tiếc cho Lạc Hồng với pha vừa rồi. Với pha vừa rồi Lạc Hồng đã có thể có được silo đó. Nhưng mà bây giờ Lạc Hồng phải chiếm được silo này. Nếu mà muốn giữ lại cho mình một cơ hội chiến thắng,
Lạc Hồng đã chiếm được silo. Bây giờ SK Automation, bây giờ họ chỉ còn một silo cuối cùng, một silo cuối cùng thôi. Bây giờ các đội nên dừng lại. Không được rồi. Khả năng là không được rồi. Khả năng rất cao. Khả năng là mùa vàng sẽ dành đến với Hưng Yên rồi. Đây là Hưng Yên. SKH Automation đã giành chiến thắng mùa vàng. Lại một trận nữa vô cùng kịch tính các bạn ơi. Một trận đấu vô cùng kịch tính. Và cũng xin được cảm ơn, xin được gửi lời cảm ơn bạn Duy Nguyễn vì đã gửi sao cho chúng tôi. Cảm ơn bạn Duy Nguyễn rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Duy Nguyễn nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với chúng tôi. Và quả thật như tôi nói là trận đấu nào cũng sẽ có mùa vàng. Và quan trọng là mùa vàng ở giây thứ bao nhiêu. Nhưng quả thật vừa rồi thì thật sự là rất đáng tiếc dành cho LHUIS. Như vậy là thật sự phải nói là cảm xúc quá là mãnh liệt. Tôi phải nói là hai trận vừa rồi là một trận rất là mãn nhãn. Và ngay bây giờ thì chúng tôi có một khách mời, khách mời gọi là danh dự của trong chương trình ngày hôm nay thì xin đây, từ đây bây giờ để chúng ta để xem khán giả, để khán giả gọi tên anh ấy, khách mời danh dự để cho khán giả gọi tên anh ấy trên livestream đi. Các bạn ai mà biết là nhân vật này là ai thì comment cho chúng tôi biết. Rồi bây giờ chúng tôi không cần vào hình nữa, chúng tôi ngồi né hết ra để cho một mình các bạn chọn. Xin chào tất cả mọi người. Đây, các bạn hãy cùng gọi tên anh ấy trên livestream nhé. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Nguyễn Trần Trung Quân cảm thấy rất là vui khi mà được tham gia một chương trình thực sự là nhiệt huyết như thế này. Và như mọi người đã biết thì là Quân cũng là một fan của Robocon Việt Nam. Và ngay từ bé thì Quân cũng đã xem và Quân cũng ước mơ rằng là mình cũng có thể sẽ sáng chế ra được những con robot như thế này. Nhưng mà ước mơ chỉ là ước mơ thôi. Mình không theo cái nghiệp mà chúng ta đúng rồi ạ. Sinh ra có ước mơ làm Robocon nhưng nghiệp lại đi làm ca sĩ. Đúng rồi ạ. Và ngày hôm nay thì rất là mừng khi mà sau đến chục năm thì Quân được quay trở lại đây và với một cương vị là ca sĩ để hát cho chương trình với hai bài hát mới dành riêng cho chương trình. Và thực sự mà nói thì ngày hôm nay dù Hà Nội mưa đúng không? Hà Nội mưa rất là to và tất cả mọi ngõ ngách đều ngập và đều nói chung là mưa rất là lớn luôn, nhưng mà ở chính cái sân vận động này, ở chính cái nơi khán đài này thì Quân thấy được rằng là tất cả các cổ động viên của tất cả các đội đều thực sự là rất là nhiệt huyết, thực sự là như vậy. Lát nữa khi mà lên sân khấu thì Quân giúp bọn mình một cái là sẽ khuấy động sân khấu và thổi. Chắc chắn ạ. Ngày hôm nay không chỉ riêng Nguyễn Trần Trung Quân đâu mà còn rất là nhiều các nghệ sĩ nhí nữa để coi như là ủng hộ cho tất cả các đội. Và ngày hôm nay thực sự mà nói thì là Quân cảm thấy ước mơ của mình đã trở thành sự thật. Nhưng mà ở đây thì không phải là một nhà chế tạo ra Robocon, chế tạo ra robot mà là một ca sĩ. Là mình đứng ở trên sân khấu của Robocon. Vâng. Chúc mừng lũ của Quân đã thành hiện thực nhé. Dạ. Thế mình có bật mí thì một chút về hôm lát nữa mình sẽ trình diễn thì cho đây cũng là một cái bài hát mà mới. Và khi mà Quân nhận lời với chương trình thì là mình lúc đấy là mình cảm thấy là mình rất là vui. Bởi vì Quân vừa mới đi một chuyến đi, một cái hải trình ra Trường Sa để phục vụ cho các chiến sĩ ở ngoài đảo. Và đây cũng là một cái lời mời của bên Hải quân cũng như là Bộ Quốc phòng. Và Quân cảm thấy rất là hãnh diện. Ngay khi mà Quân cập bến, thực sự là ngay khi mà Quân cập cảng á, thì lúc đấy là cái điều đầu tiên là Quân thấy cuộc gọi nhỡ rất là nhiều. Bởi vì là 8 ngày trời lênh đênh ở ngoài biển, đi lên trên các đảo nổi, đảo chim, đảo Trường Sa để phục vụ cho các chiến sĩ thì lúc đấy mình không có sóng. Thế lúc về thì Quân mới nhận được cái tin nhắn của biên tập viên của VTV và nói rằng là mời Quân tham gia cái buổi trực tiếp ngày hôm nay. Thì lúc đấy là thực sự là Quân quên luôn cả cái việc say. Quân thì không bị say sóng, tại vì đây là lần thứ hai Quân đi rồi nhưng mà Quân bị say đất. Nghĩa là khi mà 8 ngày đó vừa xuống đất thì mình hơi say. Nhưng mà lúc mà mình nhận được cái tin nhắn một lời mời như thế, Quân cảm thấy cực kỳ là hãnh diện và hạnh phúc luôn. Và lúc đấy là Quân không còn nghĩ đến vấn đề sức khỏe của mình như nào nữa, Quân nhận luôn. Và khi mà Quân nhận cái demo bài hát ấy thì đúng là nó cũng thử thách cho Quân thật. Bởi vì là bài hát này hôm nay sẽ phải hát live. Mà bài hát nó khá là cao, tại vì bài hát này là viết cho nữ, cho giọng nữ. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay thì Nguyễn Trần Trung Quân chơi tới luôn. Chơi tới bến luôn. Trời, ngoài trời đang rất mưa nhưng mà không khí trong này tôi thấy nó còn to hơn ở ngoài trời luôn. Và như vậy luôn. Và thật sự là một cái mối duyên của Nguyễn Trần Trung Quân cùng với VTV2, cùng với Robocon đấy. Và một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng thổi bùng sân khấu với những cái
không khí như thế này. Cảm ơn Quân rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại Quân. Vâng, rất cảm ơn. Rất cảm ơn Nguyễn Trần Trung Quân đã tham gia với chúng tôi. Cảm ơn Quân. Wow, như các bạn có thể thấy là ngày hôm nay thì có sự xuất hiện của rất nhiều những gương mặt nổi tiếng. Và cũng mong là chúng ta hãy dành thật là nhiều sự yêu mến và cổ vũ dành cho tất cả những người, những đội thi và những bạn trình diễn trên sân ngày hôm nay. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ đã có 3.200 người đang xem trực tiếp. Các bạn hãy tiếp tục chia sẻ, comment. Bây giờ trận tiếp theo trong tứ kết sẽ là SDU GBF đến từ Đại học Sao Đỏ và LHJ4F đến từ Đại học Lạc Hồng. Cảm ơn bạn. Hãy cho tôi những cánh tay, hãy cho tôi thấy những ngón tay, những icon ngón tay đây, icon ngón tay để cho tôi thấy là các bạn đang chờ đón ở đó để cổ vũ cho đội của mình, Đại học Sao Đỏ và Đại học Lạc Hồng. Và SDU GBF là đại diện duy nhất đến từ Đại học Sao Đỏ. Wow, đại diện duy nhất của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi cũng muốn là tất cả các đội mà ở vòng bảng thì chúng ta hãy cùng hợp lực lại để cổ vũ cho Đại học Sao Đỏ, cho gọi là... Phải nói là tôi có một cái tình cảm rất là đặc biệt với cả Sao Đỏ, bởi vì đó là cái đội mà tôi phải gọi là đội ăn chắc mặc bền. Đâu, để xem xem màn trình diễn của họ như thế nào. Đội Sao Đỏ là ở phía phần sân bên trái. Tiếp theo trong các trận đấu, và trận tiếp theo sẽ là SDU GBF và LHJ4F á quân của cuộc thi năm ngoái. Đội đỏ Đại học Sao Đỏ SDU GBF, những chàng trai kiên cường quật khởi với á quân của năm ngoái, đội xanh Đại học Lạc Hồng LHJ4F. Và giờ đây cả hai đội đều đang tạo ra những tình huống vô cùng nhanh trong việc ghi điểm, trung lúa cũng như là các khu vực của sân thi đấu. Chúng ta đã có hai hạng thấp hoàn thành vào silo. LHJ4F bây giờ họ đã có hai bóng rồi và họ hoàn toàn có thể chiếm được một silo. Ngay bây giờ họ đang rất gần với việc chiếm một silo. Họ đã chiếm một silo rồi. Nào, cố lên Sao Đỏ ơi, SDU GBF cố lên nào. Cố lên Sao Đỏ. Robot tự động có một chút trục trặc. Và chỉ cần có một chút trục trặc thôi là bây giờ họ đã để mất điểm ở khu vực silo dành cho LHJ4F rồi. Cố lên nào. Chúng tôi rất muốn là nhìn thấy một trận đấu ngang kèo của cả hai đội. Sao Đỏ vào ganh không? Sao Đỏ có vào ganh silo của Lạc Hồng hay không? Cố lên. Không, họ quyết định gọi là dành một silo riêng của mình. Ngay bây giờ thì đội LHJ4F chuẩn bị hoàn thành được hai silo cho mình rồi. Có vẻ như hai đội đều gặp lỗi. Hai đội đều gặp trục trặc kỹ thuật. Đúng rồi, cả hai đội đều phải trở về khu vực, đều phải retry để phải trở lại khu vực xuất phát rồi. Nhưng mà về điểm số bây giờ là đang gấp 3 rồi anh Ninh ạ. Lạc Hồng đang gấp 3 Sao Đỏ à? Vâng, đúng rồi, đúng là như thế. Họ lại tiếp tục ghi điểm rồi. Con robot gieo mạ liên tục đẩy những cái hạt thóc của mình sang khu vực kho. Cố gắng lên nào, cố gắng lên Sao Đỏ ơi. Sao Đỏ hãy ghi điểm ở silo đi nào. Rồi, điểm số cho Đại học Sao Đỏ ở khu vực silo. Cùng lúc đó thì LHJ4F họ đã hoàn thành được hai silo của mình. Nếu anh để ý thì con robot điều khiển bằng tay của Lạc Hồng, nó có một cái cơ chế ném bóng xa hơn con của Sao Đỏ. Và tôi thấy đấy nó một lợi thế. Ô, lỗi. Robot tự động của LHJ4F đi lệch đường dây. Đã đi lệch đường. Suýt nữa thì đã có chiến thắng màu vàng. Cảm ơn 3.500 bạn đang theo dõi nha. Cảm ơn các bạn. Như vậy là bóng ở khu vực zone 2 đã được ném gần như là phía bên Lạc Hồng đã được ném hết. Đội Lạc Hồng là robot điều khiển bằng tay đã đứng chơi rồi, đã ngồi thiền rồi. Trong khi đó Sao Đỏ còn mấy bóng nữa đây? Sao Đỏ vẫn còn 3 bóng nữa cơ. 3 bóng. Cố lên nào. Tôi không hiểu tại sao Đảo Sao Đỏ không chiếm cái khu vực silo tranh chấp. Liệu có mùa vàng không? Mùa vàng rồi. Mùa vàng rồi. Thực sự để mà nói thì rất là đáng tiếc, bởi vì tôi rất là mong là có thể là LHJ4F họ sẽ có mùa vàng, nhưng mà SDU GBF họ sẽ có cho mình được cái sự chiến đấu đến cùng. Nói chung là tôi hơi buồn anh Long ạ. Rõ ràng đội mà tôi yêu thích. Đội tuyển anh yêu à?
đội tuyển Anh Đại học Sao Đỏ với con robot gọi là ăn chắc mặc bền. Tôi theo dõi suốt từ đầu chương trình mấy ngày hôm qua đến giờ thì họ đã không có một cái màn trình diễn gọi là như mong đợi cho lắm. Vâng. Có vẻ như là việc cái yêu thích, đặt quá nhiều sự yêu thích khiến cho anh ngay bây giờ anh bị nghẹn lời, cảm xúc nó dồn nén quá. Thực ra thì tôi luôn luôn ấn tượng cái cách bạn Sao Đỏ chế tạo robot một cách rất là giản dị, rất là đời thường, vâng, không màu mè, có tính ổn định cao. Nhưng có lẽ thì những đội khác họ có những con robot với cái công nghệ và cái sự công nghệ cấp cao hơn, sự ổn định hơn. Và thật sự mà nói thì ngày hôm nay ở cái trận tứ kết này, tôi thấy là cả hai robot tự động đều mắc lỗi. Robot của LHJ4S khi mà họ chuẩn bị đạt được mùa vàng rồi thì nó đi chệch và nó bị lọt hố. Thật sự thì cả hai robot thì đều gặp những cái trục trặc thôi. Nhưng mà một cái trục trặc thì đưa họ tới một chiến thắng mùa vàng chậm hơn, và một chiến thắng thì đưa họ rời khỏi cái cuộc chơi này. Anh Long có thể cập nhật lại là mùa vàng vừa trận vừa rồi là trận bao nhiêu giây? Trận vừa rồi là LHJ4S họ chỉ còn 4 giây nữa thôi là kết thúc trận đấu thì họ ghi được mùa vàng. Tức nghĩa là họ đạt được mùa vàng ở 176 giây. Như vậy là vẫn chưa có đội nào có khả năng phá kỷ lục mùa vàng từ đầu trận đấu cho đến bây giờ. Vâng, và tôi nghĩ là do tâm lý chiến. Hôm nay là cái sự cạnh tranh rất là cao. Bởi vì anh cứ thử tưởng tượng là khi chuẩn bị lấp đầy một silo thì đội khác vào ganh mất, thì cái thời gian gia tăng nó sẽ được đẩy lên. Tuy nhiên kỷ lục mùa vàng, chúng tôi xin nhắc lại, kỷ lục mùa vàng là 97 giây đến từ Của vòng bảng đến từ SKH Tech, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Và thực sự ngày hôm nay chúng tôi rất chờ đón liệu có đội nào có thể phá kỷ lục mùa vàng 97 giây hay không. Vâng, và chúng tôi cảm ơn 3.400 bạn vẫn đang theo dõi livestream. Và các bạn ơi, chúng ta chỉ còn 15 phút nữa thôi thì mini game thứ nhất sẽ kết thúc. Với mini game đó thì 10 bạn may mắn trả lời đúng câu hỏi đang hiện lên trên màn hình của các bạn. Đó là gạo xéng cụ Bảo Minh có vị như thế nào? 1. Thơm ngọt. 2. Dẻo đậm. 3. Dẻo vừa trội, thơm ngọt. Các bạn hãy comment đúng theo cú pháp, đó là tag một người bạn của mình cộng với chọn ra cái đáp án đúng cho câu hỏi đang hiện trên màn hình của các bạn, thêm với chọn một số may mắn từ 1 đến 100, chỉ một số duy nhất thôi. Và 10 bạn may mắn phần sẽ sở hữu phần thưởng là 5 cân gạo. 5 cân gạo nha các bạn nhá. Chúng tôi mùa vàng rất là nhiều, thế nên là có gạo. Năm nay mùa vàng bội thu, mùa vàng bội thu rất nhiều. Thế nên là chúng ta tha hồ gạo, chúng ta lương thực luôn đầy ắp trong nhà. Thế nên phần thưởng 5 cân gạo với ai trả lời đúng câu hỏi mini game và có số may mắn quay trúng. 4 cân gạo xéng củ khoáng chưa từng xuất hiện trên thị trường. Các phiên bạn sẽ là những người đầu tiên được thưởng thức. Phiên bản Special Edition, tôi gọi là đặc biệt. Vâng, cộng với 1 cân gạo Tú Lệ. Gạo nếp Tú Lệ. Vâng. Do là gạo nếp Tú Lệ chưa có bản demo ở đây tạm thời chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cam kết. Và chúng tôi sẽ ship về tận nhà cho các bạn nhé. Đúng rồi, nhà tài trợ sẽ ship về tận nhà cho các bạn. Vâng, chúng tôi cảm ơn các bạn đã theo dõi live share livestream ngày hôm nay và tham gia mini game. Và các bạn hãy tag thật nhiều đi tham gia mini game của chúng tôi. Để một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ sau cái phần mini game 1 là tặng quà gạo, thì chúng ta vẫn còn 4 chiếc áo của ban tổ chức Robocon 2024 để gửi tới 4 bạn may mắn ngay trong buổi tối ngày hôm nay. Các bạn hãy tham gia cùng với chúng tôi đi ạ. Vâng, các bạn hãy tranh thủ comment, chia sẻ, lan tỏa livestream này, lan tỏa Robocon 2024. Để tiếp đến, khi chúng ta chọn ra được nhà vô địch, chúng ta sẽ hướng tới Robocon quốc tế sẽ được tổ chức ở Quảng Ninh Province, nơi có vịnh Hạ Long. Mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, các thí sinh Robocon luôn khiến không khí trong nhà thi đấu sôi động, bùng nổ theo từng chuyển động của những chú robot. Anh có biết cái địa danh xương sống khủng long ở đâu không? Tinh thần trẻ trung trong sáng đó chính là động lực lớn, là sức mạnh để các bạn vượt qua chính mình, tỏa sáng theo một cách vô cùng giản dị trên sân chơi công nghệ này. Sinh viên Robocon đã có quãng thời gian đáng nhớ khi đồng hành cùng chương trình.
Xin chúc các bạn không chỉ ở sân chơi này mà với những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống cũng sẽ luôn giữ được tinh thần như vậy để vươn tới thành công. Thưa quý vị, những ngày này thì thủ đô Hà Nội thì chúng ta comment nhưng mà chưa đúng cú pháp đâu. Bạn còn phải tag tên một người bạn của bạn vào comment nữa cơ. Bạn nhé, bạn tag một người bạn của mình, chọn đáp án đúng và con số may mắn từ 1 đến 100 bạn nhé. Đây, ngay bây giờ chúng tôi sẽ bật lại về câu hỏi nhé. Với câu hỏi chúng tôi muốn là câu hỏi lúc nào cũng được ở trên màn hình để các bạn có thể nhìn thấy và lựa chọn đáp án đúng của mình. Đấy, ban tổ chức cứ giữ cho chúng tôi thật là lâu đi ạ. Vừa rồi có một cái tiếng nổ khí gì đó nhưng mà chắc là vấn đề kỹ thuật với robot. Chúng tôi đang tự hỏi là âm thanh vừa rồi là gì, nó vang dội khắp cả sân khấu và làm cho chúng tôi cảm thấy kinh hoàng. Nhưng có lẽ chỉ là vấn đề kỹ thuật với robot đúng thôi. Rồi. Chúng tôi hy vọng là sẽ không có cái trục trặc gì, không có cái điều gì gọi là đáng tiếc xảy ra. Bởi vì cho đến bây giờ thì các đội thi đều đang trình diễn những cái màn thi đấu rất tốt. Chúng ta chuẩn bị bước vào trận bán kết số 1 giữa SKH Tech và SKH CK1. Đây là hai đối thủ rất là nặng ký mà cùng một trường và ăn ngủ cùng nhau, tôi đoán chắc là như vậy. Và đây là một trận tỷ thế huynh đệ, các huynh đệ, các anh em. Có thể là có rất nhiều khán giả với nhiều độ tuổi khác nhau ở trong livestream này, nhưng có lẽ tôi phải dùng một cái từ là anh em, 500 anh em của Đại học Sư phạm và Kỹ thuật và Hưng Yên. Mọi người hãy comment nhiệt tình, nhiệt huyết để cổ vũ cho hai đội nào. Tôi không biết là ở trong gần 5.000 người đang theo dõi livestream này thì có đến 500 anh em của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên không. Hiện tại chúng ta có 3.900 người xem theo dõi rồi. Thế à? Vâng, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng cảm ta ơn có Lê Bát Thanh nhá, cảm ơn Ngọc Trinh, SKH Tech và SKH CK1. Và xin được nhắc lại, SKH Tech chính là đội đã đang nắm giữ cái kỷ lục mùa vàng trong cuộc thi Robocon Việt Nam năm nay với 97 giây anh Long ạ. 97 giây thưa quý vị và các bạn, chưa có đội nào có thể đánh bại được kỷ lục đó. Nhưng mà thực sự ấy, bản thân của Vũ Long cũng rất là mong muốn là các trận đấu nó đừng diễn ra nhanh quá. Các đội đến với cái bán kết như thế này đều là các đội xuất sắc nhất, cho nên chúng ta hãy có sự va chạm, chúng ta hãy tỉ thí ở trên sân một cách gọi là chúng ta ăn miếng trả miếng liên tục. Thì tất nhiên rồi anh Long, chiến đấu đến silo cuối cùng. Cái điều đấy là điều hiển nhiên, khi anh Long xem một trận đá bóng mà tự nhiên một đội chưa gì đã thắng 5-0 rồi thì anh có khi anh không muốn xem nữa rồi. Thế nên là chúng ta luôn muốn chờ đón có một cái sự ganh đua, một cái sự cạnh tranh, một cái sự gọi là ngược dòng hay là gọi là chạm trán đến tận giây phút cuối cùng. Vâng, và chúng ta cũng sẽ chuẩn bị được biết ngay sau đây thôi, bởi vì trận bán kết đầu tiên đã diễn ra. Nào, bắt đầu. Ở sân bên trái của các bạn là SKH Tech và sân bên phải đội xanh là SKH CK1. Robot tự động của SKH Tech có vẻ di chuyển là khá là chậm rãi và thong thả, nhưng lại là robot đầu tiên tiếp cận khu vực silo với điểm của mình. Hai đội đã thả hai quả bóng ở hai silo cạnh nhau. Bây giờ họ sẽ có chiến thuật gì đây? Họ sẽ chiếm ngay silo 1 với bóng của mình hay là sẽ đè lên silo của đội khác? Chiến thuật của SKH Tech đó là sàn trải bóng ra các silo khác nhau. Họ đang cố chờ đợi đội có đối phương thả silo lên để nhanh chóng lấp đầy silo cho đội mình. Xin được nhắc lại với mọi người là các robot tự động của các đội là có công nghệ trí thông minh nhân tạo để có thể nhận diện được chiến thuật của đối thủ. Vâng. Ví dụ như là cái câu chuyện là có con robot sẽ đợi rất nhanh, SKH Tech họ sẽ đã có được silo rồi. Trong khi đó thì robot tự động của SKH CK1 gặp trục trặc và phải retry. Những con robot có khả năng gọi là nắm bắt chiến thuật, chờ đợi đối thủ ra chiêu
sau đó mới ra chiêu để có thể cướp được silo từ phía đội bạn. Bình luận viên an ninh có nhìn thấy không? Con robot tự động vừa gắt cái quả bóng đỏ cuối cùng ở trên sân, và cùng lúc đó thì robot gieo mạ đang phải liên tục bắn những cái hạt mẩy của mình sang phần sân để cung cấp hạt đỏ để cho đội mình có thể chiến được màu vàng. Đúng rồi, rất nhanh. Và các bạn nên nhớ là để có thể có bóng đưa vào silo thì bóng ở zone 2. SK1 họ khóa đội anh em của mình. CK1 đã khóa silo của SKH Tech. Đúng rồi, và như vậy robot tự động của họ chậm hơn, nhưng mà họ đã chiếm được 2 silo rồi. Họ là đội robot tự động, họ chậm và họ gặp lỗi, nhưng mà họ đã chiếm được 2 silo trước đội SKH Tech. Wow, rất hay, chiến thuật cực kỳ hay. Trong khi đó thì robot tự động của SKH Tech gặp phải lỗi gì đó rồi. Ngay bây giờ thì SKCK1 họ đang chiếm silo còn lại. Rất nhanh, có thể thấy ấy. Con robot gieo mạ của SKH Tech gặp sự cố. Như vậy họ không thể bơm những cái hạt mẩy, những cái quả bóng đỏ sang. Họ không thể bơm những quả bóng đỏ sang khu vực khó thấp. SKH Tech còn một bóng. Đúng rồi, họ chỉ còn một bóng duy nhất ở khó thấp của mình thôi. Và robot gieo mạ bây giờ mới về trông mạ. Robot gieo mạ bây giờ mới về để gieo mạ. Họ đã quên mất là họ sẽ cần bóng đỏ nếu muốn có màu vàng. Như vậy sẽ là một chiến thắng màu vàng dành cho SKCK100. Có màu vàng không? Mùa vàng. Mùa vàng với 174 giây đến từ đội SKCK1. Chúng ta không thể ngờ rằng đội sở hữu kỷ lục mùa vàng 97 giây, SKH Tech lại không thể nào có được một chiến thắng mùa vàng. Một trận đấu cũng rất là căng thẳng, rất là căng thẳng. Như anh Long để ý là gì? Ở hai silo cuối cùng là hai đội họ đều gọi là mua thêm thời gian bằng việc là họ dàn trải bóng ra các cái silo. Bởi vì cái câu chuyện là gì? Khi một silo đã có một bóng rồi thì các đội còn lại sẽ có rơi vào một cái trạng thái là rất dè chừng. Bởi vì khi mà chúng ta ném cái quả bóng thứ hai vào silo thì thường chúng ta sẽ bị rơi vào một cái bất lợi thế. Đúng rồi. Anh hiểu không? Bởi vì khi ở dưới đã có một quả bóng đỏ, nếu đội xanh thả quả bóng xanh vào đấy thì đội đỏ chỉ cần thả một quả bóng. Đúng rồi, họ chỉ cần chờ đợi với quả bóng đỏ đã sẵn sàng của mình. Nhưng thực sự mà nói thì tôi không hiểu là cái chiến thuật của đội đỏ vừa rồi bị làm sao, hay là họ quá tập trung vào con robot tự động mà con robot gieo mạ đến khi mà không còn bóng ở khu vực kho thấp nó mới bắt đầu đi gieo mạ. Mà các bạn biết không, phải đi gieo bao nhiêu mạ thì các bạn mới có thể chuyển được bằng đấy hạt sang khu vực kho thấp. Đúng rồi. Như vậy là ở trong cái khoảng thời gian đấy các bạn mới gieo mạ thì các bạn không thể nào có bắn được những cái hạt thóc sang khu vực kho, đồng nghĩa với việc bạn không thể nào có mùa vàng được. Đúng rồi. Thực ra đề thi năm nay rất triết lý anh Long ạ. Rất triết lý. Ví dụ cái câu chuyện điển hình vừa rồi ấy, nó là một cái triết lý ấy, tôi gọi là có làm thì mới có ăn. Vâng. Bởi vì cho đấy chúng ta mới thấy là chúng ta không bao giờ có một cái nguồn lương thực vô tận. Mà chúng ta phải biết đi trồng, đi gieo mạ, đi trồng lúa thì lúc đấy chúng ta mới có hạt lúa, hạt thóc để chuyển vào kho. Thế nên đây là một cái đề thi năm nay, tôi phải nói là đề thi rất là triết lý, có tính triết lý. Vâng. Mặc dù đây là một cuộc thi công nghệ nhưng mà luôn luôn có tính triết lý, bài học cuộc sống. Vâng, quả thật là... Nói chung là triết lý đấy, đây là một triết lý luôn đúng, tức là có làm thì mới có ăn. Vâng. Các bạn phải lao động, các bạn phải chiến đấu, các bạn phải chăm chỉ thì các bạn sẽ có thành quả. Quả thật mà nói thì bây giờ tôi cảm thấy rất là hỗn loạn. Bởi vì sao? Tôi vẫn nghĩ rằng là SKH Tech sẽ là một trong hai đội bước vào trận chung kết cơ. Bởi vì là họ đã có một cái kỷ lục mùa vàng mà không có đội nào có thể gọi là san bằng được. Và họ, robot của họ rất là ổn định cho đến cái trận đấu vừa rồi. Có thể là lỗi chiến thuật, có thể là làm sao đó. Nhưng mà quả thật là đúng là không thể nói trước được điều gì. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo, đó là SK Automation của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và Đại học Lạc Hồng là LHJ4S. Đây là hai trường kỳ phùng địch thủ của nhau và luôn luôn chạm trán nhau qua các kỳ Robocon. Quả thật là
một lần nữa quá hay. Một lần nữa một đại diện đến từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên sẽ chạm trán với Đại học Lạc Hồng. Đây là hai cái tên tôi phải nói là kỳ phùng địch thủ. Tôi đã nghe thấy tiếng hô trên khán đài, đã có những cái tiếng hô SKH vang lên rất là to rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, chúng tôi cần cánh tay của 500 anh em Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và 500 anh em Đại học Lạc Hồng. Cố lên nào, cố lên nào. Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng thể hiện, chúng ta thể hiện cái sự ủng hộ của mình dành cho các đội thi đi nào. Wow, ngày hôm nay cho đến bây giờ thì dự đoán của Vũ Long vẫn đúng, đó là tất cả các trận đấu đều có mùa vàng. Nó bạn, thể hiện được cái trình độ của các đội. Bạn Nguyễn Minh Thư đang comment là Lạc Hồng lật, lật kèo nào. Liệu có một cái lật kèo nào đến từ phía Lạc Hồng hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đón nào. Có lật kèo hay không? Có lẽ là... 1, 3, 2, 1, bắt đầu! Ngay bây giờ, robot tự động của cả hai đội đang phi như bay về khu vực kho thấp rất nhanh, và họ cần cái tốc độ mạnh như thế này để có thể phá được cái phần kho thấp. Các bạn nghe không nghe tôi nói nhầm đâu, các bạn phải phá kho thấp, phá bung ra. Ngay lúc này thì robot tự động của SKH đã có điểm, và ngay lúc đó thì LH chơi phép cũng có điểm ở khu vực silo rồi, rất nhanh. Điểm số thứ hai dành cho đội đỏ rất nhanh, nhịp độ của trận đấu đang rất nhanh, và chúng tôi đang muốn theo dõi để xem là các silo sẽ được lấp đầy nhanh đến mức nào. Như vậy là đội LHJVF đã hoàn thành được một silo, trong khi đó thì chiến thuật của đội đỏ, đội SK Automation chính là họ sẽ giàn trải các silo và chờ đợi đội đối phương. Nhưng họ chậm mất rồi, họ bị chậm mất rồi, bởi vì LHJVF họ ghi được hai cái số điểm ngay lập tức. Đội đỏ bây giờ chưa có một silo nào, Automation chưa có silo nào. Nhưng cùng với đó thì bên phía LHJVF, robot gieo mạ của họ đang gặp lỗi và không thể nào bắn được các hạt thóc sang khu vực kho thóc, đồng nghĩa với việc là họ đang bị thiếu hạt ở bên khu vực silo. Họ bị thiếu hạt. Ngay bây giờ robot tự động của SK Automation họ đang dần dần lấp đầy các silo rồi. Chúng ta không biết được là LHJVF có kịp trở lại không. LHJVF, hai đội đang hòa điểm nhau, nhưng một silo đang có hai bóng của SK Automation. Liệu như vậy là điểm số của hai đội có liệu Lạc Hồng có thể ngăn cản Hưng Yên không được lại hay không? Kể cả Lạc Hồng ngăn cản thành công. Đây rồi. Kể cả vừa rồi LHJVF có ngăn cản silo thành công thì họ vẫn thua điểm. Họ vẫn thua vì cách biệt điểm số quá cao, bởi vì trong silo đó lại đã có hai quả bóng của SK Automation rồi. Kể cả họ vô hiệu hóa được silo đó thì họ vẫn sẽ thua vì cách biệt điểm số. Nhưng mà chúng tôi cũng chúc mừng cho chiến thắng mùa vàng của SK Automation. Xin được chia buồn với LHJVF. Vậy cách thức để mà loại đội hàng đội vua ở trong cái phần tứ kết này nó sẽ là như thế nào? Bán kết chúng ta sẽ loại trực tiếp thôi. Là cái đội nào hơn điểm? Đúng rồi. Chúng tôi gửi tặng hoàn toàn mới. Cảm ơn bạn Duy Nghĩa tặng 10 sao nhá. Xin cảm ơn bạn.
các trọng tài cũng đang giơ cờ tín hiệu sẵn sàng. Đội đỏ đã sẵn sàng chưa nào? Cũng đã sẵn sàng. Sân bên trái của các bạn là SK CK1. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nào, giờ phút quan trọng đã bắt đầu đến rồi các bạn ơi. Thấy ngón tay của các bạn. Chúng ta chỉ có 180 giây cho cuộc thi này thôi. 2 1 bắt đầu. Rất nhanh, rất nhanh trận chung kết. Cả hai robot tự động đều tiếp cận khu vực kho thấp cùng một lúc. Cùng một lúc cùng nhau đưa robot của mình lên sàn thi đấu. Nhưng mà SK CK1 thì họ đã chiếm lấy được khu vực kho thấp, gọi là phá kho thấp trước rồi. Chắc chắn là không phải bàn bởi vì họ liên tục. Điểm số thì đang rất là sát nhau rồi. Nhưng mà có vẻ như là đội đỏ SK CK1 họ đã ghi được tiếp A. Cả hai đội đều ghi được điểm ở khu vực silo. Suốt giải đấu đây chắc chắn sẽ là một chiến thắng mùa vàng. Nhưng mà chúng tôi muốn nhiều hơn cái sự va chạm ở đây, cái sự lấp đầy những cái silo bằng màu bóng khác nhau. Đây, các đội đều đã có bóng ở trong sàn trải tất cả silo rồi. Nào, cố lên. Có thể thấy hai đội đang rất là thận trọng. Đúng rồi, ba bóng xanh ở ba silo. Ba silo đã được điền đầy. Nào, sao đây? Và các đội sẽ lựa chọn đội đỏ cho mình. Nào, bây giờ chỉ còn một bóng nữa thôi là đội đỏ sẽ chiếm được silo. Hai đội với cái số điểm đang ngang nhau, 230, 240. Đội xanh quyết định sẽ chặn. Đội xanh chặn silo của đội đỏ rồi. Đội xanh SK Automation đã chặn SK CK1 rồi. Rất nhanh, SK CK1 cũng đang đến với khu vực. Ngay sau đó là một pha đáp trả. Ngay sau đó là một pha đáp trả đến từ SKH CK1. Thật sự là rất gay cấn. Có thể thấy là robot tự động là có thể học hỏi liên tục. Và khi mà cảm thấy là silo nào đã bị lấp đầy là nó sẽ chuyển ra ngay silo sau. Ồ, đội đỏ đã chặn được rồi. Đội đỏ tiếp tục chặn được một silo nữa của đội xanh. Và bây giờ họ có chặn nước silo và đang có hai bóng xanh không? Tuy nhiên hiện tại SKH Automation đang dẫn tới dẫn điểm. SKH Automation đã có được một silo. Họ đã chiếm được một silo rồi. Điểm số bây giờ đang dần cách biệt lên 100 điểm. SKH Automation đang dẫn 100 điểm. Cố lên nào. Hai đội sẽ phải thi đua điểm số với nhau. Như vậy bây giờ tất cả các silo. Nào, đội đỏ cố lên. Tại sao lại mang bóng về? Tại sao lại mang hạt 7 về? Cố lên, chỉ còn một khu vực này thôi là đội đỏ sẽ chiếm được. Họ đã chiếm được silo. Như vậy bây giờ tất cả các silo đều đã full bóng, đều đã kín quả bóng. Nhưng Tôi đã sai rồi thưa các bạn. Tôi sai rồi. Như vậy là bây giờ ở trên sân không còn có thể ghi điểm. Trận đấu thậm chí đã kết thúc từ trước rồi. Không có một mùa vàng nào xảy ra. Đúng rồi, trận đấu đã kết thúc từ trước. Không có một mùa vàng nào. Nhưng nó gay cấn một cách tuyệt vời. Hiện tại SKH Automation đã được 510 điểm, trong khi SKH CK1 420 điểm. Không có mùa vàng nhưng mà nó diễn ra theo một kịch bản tuyệt vời. Bởi vì sao? 5 silo đều đã đầy. Điều này chưa từng xuất hiện. Có vẻ như là hai đội thi đấu với một cái tâm lý, tôi không biết thế nào, nhưng mà hai đội thi đấu với một cái tâm lý, tức là quyết không để cho đối thủ đạt mùa vàng. Đúng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đấy là robot tự động của SKH Automation đã làm rất tốt trong việc là điều hướng các quả bóng ở các khu vực silo. Vì vậy là mặc dù là không có đội nào mùa vàng, nhưng mà nếu anh nhìn thấy ở kia thì sẽ thấy là bóng vào khu vực silo của đội xanh nhiều hơn rất nhiều. Vì vậy cho nên là nó tạo nên một cái cách biệt điểm số đến như vậy. Như chúng ta có thể nhìn thấy. Và các bạn nên nhớ là một bóng vào silo các bạn được 30 điểm. Đúng rồi. Nó nhiều. Thì các bạn là gieo mạ hay là các bạn bắn thóc sang khu vực kho thấp thì chỉ được 10 điểm. Nó nhiều gấp 3 lần. Đúng rồi. Thế nên là các đội luôn cố gắng tối ưu hóa số bóng của mình trên silo. Đúng rồi. Quả thật mà nói thì đây là một trận đấu không có mùa vàng nhưng mà nó hấp dẫn đến tuyệt vời. Như vậy chúng ta đã định ra được nhà vô địch. Đúng rồi, như vậy là nhà vô địch bây giờ đã xuất hiện. Bây giờ các bạn vẫn có thể tham gia mini game của chúng tôi. Các bạn vẫn có thể là điền đáp án là đội vô địch vào. Nhưng mà các bạn vẫn phải có con số may mắn là từ 1 đến 100. Vâng, xin chúc mừng những ai đã trả lời SKH Automation. Phần còn lại chỉ là
số may mắn mà thôi. Tôi phải quay lại hình ảnh này. Tôi phải quay lại hình ảnh này các bạn ơi. Đây là hình ảnh các đội. Hình ảnh các đội SK. Hình ảnh đội SK Automation đang cầm cờ. Họ chạy quanh khán đài. SK Automation. Tham dự vòng chung kết châu Á thì mình dự.